Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ ba ngày 22 tháng Giêng năm 2019. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Đánh bom tự sát tại một trạm kiểm soát an ninh trên lãnh thổ Syria. Mười thủy thủ bị thiệt mạng và 14 người khác được giải cứu sau vụ hỏa hoạn tàu thuyền gần bán đảo Crimea. Iran sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như đe dọa tới nền an ninh của Israel. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence dự lễ tưởng niệm mục sư Martin Luther King Jr. Quốc hội nỗ lực tìm cách các phương cách để chính phủ liên bang mở cửa trở lại. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết đã có đánh bom tự sát tại một trạm kiểm soát an ninh trên lãnh thổ của Syria. Có nhiều đám khói đen nghi ngút đã được nhìn thấy bốc cao lên trời, trong khi mà dưới mặt đất nằm ngổn ngang các đống đổ nát gần một trạm kiểm soát an ninh của Liên quân Hoa Kỳ tại mạn đông bắc của Syria vào thứ Hai ngày 21 tháng Giêng. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc cho biết một vài kẻ tấn công tự sát đã cho kích nổ quả bom mang theo trên người và khiến cho nhiều chiến binh thuộc lực lượng vũ trang người Kurd SDF mà Hoa Kỳ đang yểm trợ bị thương tích. Vụ việc này được cho là xảy ra ở mạn Tây thị trấn Sadadi thuộc tỉnh Hasaka gần một xa lộ, nơi mà đoàn quân xa của Hoa Kỳ thường hay lui tới trong khuôn khổ của cuộc chiến đẩy lui lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni. Được biết, trong vài tháng trở lại đây thì nhiều cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào phe SDF đã gia tăng một cách đáng kể trên vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát tại mạn đông bắc Syria giáp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ gần mé sông Euphrates. Vào tuần trước, một vụ đánh bom tương tự cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 binh sĩ Hoa Kỳ tại thành phố Manbij. 10 thủy thủ bị thiệt mạng và 14 người khác được giải cứu sau vụ hỏa hoạn tàu thuyền gần bán đảo Crimea. Ít nhất 10 thành viên thủy thủ đoàn đã bị thiệt mạng và 14 người khác đã được giải cứu lên bờ một cách an toàn sau khi có hai chiếc tàu bất ngờ phát hỏa trên eo biển Kerch gần bán đảo Crimea vào ngày thứ Hai, 21 tháng Giêng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Nga vào cùng ngày cho biết, rất nhiều thủy thủ đã phải nhảy xuống biển để thoát thân vào thời điểm chiếc tàu bị lửa thiêu rụi. Hai chiếc tàu vào lúc bấy giờ đang vận chuyển nhiên liệu qua lại và đều treo quốc kỳ Tanzania. Trong số 31 thủy thủ có 16 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. 15 người còn lại được xác nhận đến từ Ấn Độ. Một nguồn tin thân cận nói với hãng thông tin Reuters rằng tình trạng thời tiết xấu kèm theo gió mạnh có thể là một trong số những nguyên nhân. Eo biển Kerch thuộc vùng Hắc Hải trong thời gian gần đây đã dậy sóng sau khi quân đội Nga bắt giữ 27 thành viên thủy thủ đoàn và 3 chiến hạm của Hải quân Ukraine vào tháng 11 vừa qua. Căng thẳng cũng bắt đầu gia tăng lên mức đỉnh điểm sau khi Nga chính thức sáp nhập bán đảo Crimea từ tay Ukraine cách đây hơn 4 năm. Iran sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như đe dọa tới nền an ninh của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng cho biết, hầu hết những đợt không kích do quốc gia này thực hiện trên lãnh thổ Syria đều nhắm mục tiêu vào các xào huyệt của quân đội Iran ngay vào thời điểm chính quyền Tehran trong thời gian gần đây đang bị cáo buộc là bành trướng trong khu vực. Ngoài ra, ông Netanyahu còn đe dọa Iran sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như tiếp tục làm tổn hại tới nền an ninh của Israel. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi phát biểu nêu trên được Thủ tướng Israel đưa ra, chiến đấu cơ của quân đội Tel Aviv đã dội bom xuống các mục tiêu của người Iran, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về con số thương vong. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Israel cho biết họ đã đánh chặn được một hỏa tiễn do Iran khai hỏa sang cao nguyên Golan, buộc giới chức trách phải đóng cửa một khu nghỉ mát trên núi Mount Hermon vì lý do an ninh. Israel trong thời gian gần đây đã thường xuyên cho tăng cường các cuộc không kích xuống lãnh thổ Syria trong khuôn khổ của chiến dịch dẹp tan tầm ảnh hưởng của Iran, một trong những đồng minh thân cận đang yểm trợ cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 26 người bị thiệt mạng tại mạn Tây Nam Afghanistan. Ít nhất 26 người đã bị thiệt mạng và 14 người khác bị trọng thương sau một vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe bus và xe tải tại mạn Tây Nam Pakistan vào ngày thứ Hai, 21 tháng 1 vừa qua. Truyền thông địa phương dẫn lời một nguồn tin y tế cho biết, xe bus đã va vào đầu một chiếc xe tải đang lăn bánh trên ngã đường đối diện khi đang thực hiện cuộc lộ trình từ thành phố Karachi tới Bangkok,
thuộc quận Las Vela của tỉnh Baluchistan đầy bất ổn. Nhiều thi thể của các nạn nhân đã bị thiêu cháy tới không thể nhận dạng, trong khi những người may mắn sống sót đã được xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do đó, số người bị thiệt mạng sẽ có thể gia tăng. Tai nạn giao thông rất thường hay xảy ra tại các vùng nông thôn Pakistan, nơi những con đường ít khi được trùng tu và người lái xe thường bỏ qua các luật lệ an toàn. Có hơn 100 nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong vụ tấn công của phe Taliban tại Afghanistan. Hơn 100 thành viên quân sự Afghanistan đã bị thiệt mạng sau khi các phần tử thuộc nhóm phiến quân nổi dậy Taliban đã tấn công vào một căn cứ ở tỉnh miền trung Maiden Wardak vào thứ Hai ngày 1 tháng Giêng. Ngoài ra còn có nhiều người khác đã bị trọng thương. Trước đó một ngày, một vụ đánh bom xe cũng đã xảy ra nhắm mục tiêu vào đoàn quân xa chở thống đốc tỉnh Logar thuộc mạn nam Afghanistan và khiến cho ít nhất 8 nhân viên an ninh đã bị thiệt mạng. Phe nổi dậy Taliban sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành cả hai vụ tấn công đẫm máu này. Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO trong thời gian gần đây đã kêu gọi các phần tử nổi dậy Taliban nên ngừng những cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào thường dân vô tội và đồng thời mau chóng tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Kabul. Được biết, Liên minh NATO đã chấm dứt các hoạt động tham chiến tại Afghanistan vào năm 2014. Kể từ đó, thì Liên minh quân sự này chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan trong bối cảnh phe nổi dậy Taliban đã cho tăng cường các cuộc tấn công tại những tỉnh thành chiến lược nhằm mục đích là lật đổ chính phủ lâm thời của Tổng thống Ashraf Ghani, được hậu thuẫn bởi Tây Phương. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Cambodia Hun Sen tại thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vừa ngồi vào bàn đàm phán cùng Thủ tướng Cambodia Hun Sen vào ngày thứ Hai 21 tháng Giêng, nhân dịp ông này công du sang thủ đô Bắc Kinh. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, ông Hun Sen theo dự trù sẽ còn gặp gỡ nhiều giới chức cấp cao trong chính phủ, bao gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, thở theo một nguồn tin từ hãng thông tấn Xinhua. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Cambodia vẫn tốt đẹp như trước sau khi chế độ độc tài Khmer Đỏ do Bắc Kinh hậu thuẫn bị lật đổ. Tuy nhiên, tình hình đã cải thiện trong suốt 33 năm cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen. Trong thời gian gần đây, Cambodia còn công khai ủng hộ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và xây căn cứ quân sự trên vùng biển Đông tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Nguồn đầu tư mà Trung Quốc đổ vào Cambodia vào năm 2012 đã đứng ở mức là 600 triệu Mỹ Kim, tuy nhiên đã tăng gấp 3 lần trong năm vừa qua. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.